Đức Thánh Cha dân Thánh lễ tận hiến, vương cung Thánh đường Thánh Laterano, tin ý, ngày 9 tháng 11 vừa qua là ngày tận hiến vương cung Thánh đường Thánh Laterano. Đức Thánh Cha Francisco, nhân danh giám mục địa phận Roma, đã dân thánh lễ lúc 5 giờ 30 chiều trong nhà thờ chính tòa của ngài. Từ việc may áo lễ mới cho đến việc gửi các toán hữu trách mục vụ đi khắp nơi làm việc, các thành viên của giáo phận Roma đều có những chức vị khác nhau trong lễ tận hiến, nhà thờ với hàng chữ thánh đường mẹ và chủ của tất cả các thánh đường của Roma và thế giới được Hoàng đế Constantine xây cách năm 324 là nơi tọa lạc của Đức Giáo Mục, thành Roma hay là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng. Đức Giám Mục Phi nói chính quyền phải chấm dứt nạn nhân công thiếu nhi. Tin Philippines, một Đức Giám Mục trong nước Phi đã lôi cuốn sự chú ý của dân chúng trước tệ nạn dùng thiếu nhi trong các công việc lao động trong nước và đốc thúc các cá nhân và giới chức thẩm quyền phải cộng tác với các nỗ lực để gỡ các em thiếu nhi ra khỏi những công việc có thể gây nguy hại cho sức khỏe của các em. Đức Giám mục Roberto Mallory nói, tình trạng của các em thiếu nhi bị bệnh hoạn và các em bị tước đoạt quyền làm người cũng như nhân phẩm là những thử thách lớn đối với chúng ta trên bình diện giáo hội cũng như xã hội. Giáo hội Anh giúp chiến dịch nhận nuôi trẻ trong nước, tin England. Trước tình trạng hiếm hoi của những gia đình nhận nuôi trẻ trong nước Anh, Giáo hội Công giáo tại Anh và Wales sẽ khởi sự một chiến dịch khuyến khích nhận con nuôi và nuôi trẻ. Chiến dịch này sẽ khởi sự vào ngày 13 tháng 11, nhân ngày họp hội nghị của các điều hợp viên về gia đình và hôn nhân của các giáo phận ban tổ chức của hội nghị cho biết, chiến dịch sẽ phát huy việc cho con nuôi trong các địa phận và khuyến khích các giáo dân trong việc nuôi trẻ. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc phương hại đến phò sự sống. Tin Kenya, các đức giám mục trong châu Phi đã nói lên nỗi lo âu về nghị trình của Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc tại Kenya trong những ngày từ 12 đến 14 tháng 11 sẽ hủy diệt nhân loại và các giá trị trong đời sống người dân. Chương trình nghị sự gồm có 5 phần chính, trong đó có quyền được hưởng các phúc lợi về tình dục và sinh sản và quyền như một phần của bảo hiểm sức khỏe toàn cầu. Việc bảo tồn quyền được săn sóc y tế về tình dục và sinh sản. Đức Hồng Y O'Malley khuyên các đức giáo mục hãy xin ân sủng tại mộ phần thánh Phêrô. Tin Vatican. Hôm thứ năm ngày mùng 7 tháng 11, trong cuộc thăm viếng Ad Limina tại vương cung thánh đường thánh Phêrô, Đức Hồng y Omeli đã kêu gọi các đức giáo mục Hồng Kông trong phái đoàn nên cầu nguyện để được ân sủng đức tin, hy vọng và yêu thương tại phần mộ của thánh Phêrô tòa lạc bên dưới nhà hầm của Vương Cung Thánh Đường, phái đoàn thăm viếng dân thánh lễ tại một phần của Thánh Nhân trước khi hội kiến cùng Đức Thánh Cha và các chức sắc của giáo triều Roma. Việc xây đền thờ trên phước Stanley Rother sắp bắt đầu. Tin Hoa Kỳ, Đức Cha Paul Coakley, Tổng Giám mục Địa phận Oklahoma City đã bắt đầu lễ đặt viên đá đầu tiên để xây cất đền thờ của chân phước Stanley Rother, một người con của tiểu bang. Đền thờ khi hoàn thành sẽ là một thánh đường công giáo lớn nhất trong tiểu bang Oklahoma, hầu vinh danh một linh mục tiểu bang. Và theo giới thông tin thì điều này là một dấu chỉ cho thấy chân phước Rother sẽ được phong hiển thánh một ngày không xa. Đức Thánh Cha ban phép lành cho chiếc xe mới của sở cứu hỏa Vatican, Tin Vatican, sáng thứ tư mồng 6 tháng 11, trước khi đến công trường Thánh Phe-rô để giảng giáo lý hàng tuần cho các khách hành hương. Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép lành cho một chiếc xe cứu hỏa mới được những người hảo tâm tặng cho đội cứu hỏa của tòa thánh. Sau khi làm phép xe, Đức Thánh Cha cũng dành thời giờ để hỏi han, trò chuyện cùng các nhân viên cứu hỏa và Ngài đã khen người việc phục vụ rộng rãi của các tha nhân của họ. Chiếc xe cứu hỏa mới này với những kỹ thuật tân kỳ nhất được hãng xe Man Truck của Đức và hãng xe bus của Ý chung nhau tặng. Các tổ chức công giáo thất vọng vì Hoa Kỳ rút lui khỏi Hiệp ước Paris, tin Hoa Kỳ, tổ chức cứu trợ công giáo, một tổ chức từ thiện chính thức của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã chống đối một cách quyết liệt việc chính quyền của Tổng thống Trump quyết định rút lui ra khỏi Hiệp ước Paris về khí hậu được ký kết năm 2015, cho rằng việc địa cầu đang bị hâm nóng với một tốc độ kinh hoàng mà ảnh hưởng thảm khốc phải do những người nghèo khó nhất lãnh nhận, thì việc rút lui khỏi Hiệp ước sẽ tạo thêm bất ổn cho cả Hoàng Vũ. Lãnh tù của giới đồng tính và chuyển phái đưa tiền cho nạn nhân bị cưỡng bức tình dục để không ra tòa làm chứng, tin Hoa Kỳ. Ông Terry Bean, một chuyên viên đầu tư gây quỹ cho các chính trị gia và ủng hộ người đồng tính và chuyển phái vừa bị bắt giam tại Oregon, với tội danh là đương sự cùng người luật sư đã lo lót một cách trái phép. 200.000 Mỹ Kim cho một người đã tố giác ông Bin và người tình đồng tính của ông sách nhiễu tình dục khi đương sự mới 15 tuổi để người này không ra tòa làm chứng trong vụ xử. Vụ án phải đình hoãn vì nhân chứng không ra tòa rồi sau đó biến mất. Khi tìm lại được nhân chứng, phòng biên lý đã cho tiếp tục luận án ông Bin. Thánh tích của Thánh Gioan Paulo đệ nhị tại một nhà thờ của Hà Lục, Tin China một chùm tóc của thánh giáo hoàng joan paulo đệ nhị đã được tặng vĩnh viễn cho một thánh đường trong tỉnh hà bắc của hoa lục nơi đã có hàng chục các người công giáo bị tử đạo cách đây hơn trăm năm trước đức cha phan Giang ping giám mục địa phận đường sơn đã cử hành một thánh lễ tại nhà thờ siantown để hân hoan đón nhận thánh tích của thánh joan paulo đệ nhị và kêu gọi tất cả các giáo dân phải noi gương thánh nhân trong đời sống Bước tiến đầu tiên để có hòa bình trong nước Yemen, tin Saudi Arabia. Trong cuộc hòa đàm trong nước Yemen, mục tiêu là tìm kiếm việc đoàn kết các lực lượng trung thành với chính phủ và những người trong lực lượng ly khai để cùng nhau chống lại quân phản loạn. How this do Iran trợ giúp? Đó là sơ lược của hòa ước do nước Ả Rập Saudi dàn xếp và đã được Hai phe trung thành và ly khai của Yemen ký kết hôm 5 tháng 11 vừa qua. Giải thưởng mẹ Teresa được trao tặng cho một tổ chức phi chính phủ, tin India, một đoàn thể gồm các y sĩ, đã được phát giải thưởng mẹ Teresa nhờ vào việc văn phui chính quyền Bắc Kinh giết các tù nhân lương tâm tại Hoa Lục để thu hoạch nội tạng của họ trong mục đích thương mại để thu tiền cho chính phủ. Tổ chức nhận giải có tên là DAFO là một nhóm các y sĩ đặt căn cứ trong nước Hoa Kỳ. Giải thưởng được phát trong một hội nghị về công lý xã hội được nhóm tại Mumbai của Ấn Độ. Đức Thánh Cha loan tin chuyển tông du sang sao Sudan, tin Vatican. Sau khi hướng dẫn các khách hành hương cầu kinh truyền tin Đức Mẹ hôm 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo là Ngài sẽ thực hiện một chuyến thăm viếng quốc gia Nam Sudan trong năm tới. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng dâng lời cầu nguyện cho nước Bolivia đang trong cơn khủng hoảng chính trị trầm trọng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tất cả những người hiền diện và tất cả những ai đã nghe được Ngài trên làn sóng phát thanh cùng hợp ý cầu nguyện với Ngài cho hai quốc gia sớm tìm được hòa bình và hòa giải dân tộc điều mà Đức Thánh Cha đã nói ra trong dịp tiếp kiến Tổng thống nước Cộng hòa Nam Sudan, Sova Kiyit. Phe quân nhân Myanmar muốn tống giam một nhà sư Phật giáo về tội mạ lị, tin Myanmar. Một tòa án trong nước Myanmar đã cho phép một nhà sư Phật giáo đóng tiền thế chân để được tại ngoại hầu cha với tội danh vô khống và mạ lị vì đã gọi phe quân nhân trong nước là những tên trộm cướp trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn địa phương. Nhà sư Sayodo U Arita Wanta, chủ trì của tu viện Mayawadi Mingi trong thành phố Mandalay, đã chỉ trích khi một cấp lãnh đạo quân sự tặng hơn 30 triệu kyat, độ 20.000 Mỹ Kim, cho nhóm Phật giáo quốc gia cực đoan Manbatha. Nhóm này thường chống đối những cải cách mang tính cách dân chủ trong nước.